sắp xếp lại nhìn nó khác, với lại có một số cây mới, cái đôi tùng với lại cái tùng La Hán với cây si quay nốt. Đấy, hôm nọ đầy cháu, hôm nọ cháu không để ý thích cây si này, ghê gớm đấy nhỉ. Si quay cả phần này đẹp này. À, quay tất. Đấy, khu mini để trong nhà. Đây là ngày xưa có khách nhưng mà ngày kia có khách gọi cái nào chú? À. Sao biết đến tận nơi xem à? Không, nó không có bảo tôi dẫn đi. À. Ghê gớm ấy. Đấy. Kinh cái này ăn vào nhau nhỉ. Nhiều lắm. Mưa này cây sướng. Xì này. Đấy. Tùng. Trời đang tối rồi, hơi tối đi. Đấy, nên là cố phải vào nghế tí. Đây con si này ôm âm tích à? Ôm âm tích. Đấy. Không rồi cứ có để ý hết được đâu. Quay không để ý hết được. Mà xong để ở ngoài sáng nay để ở ngoài vườn mưa to hết. À. Thế là cho đây dùng tích nước cả đêm mai cho nhà này. Tôi cho anh sớm. Này này. Bây giờ là cái nhìn nó khác hôm trước tí đấy. Quy hoạch lại nhìn nó gọn gàng. Kiếm đâu nhiều cối đá thế chú? Ôi giời ơi, bây giờ kiếm được cái này hơi hiếm đấy. Nè. Ngày xưa thì vứt đi đúng không? Đập luống mà. Đấy, cái cây xanh này bây giờ để lên đây anh nhìn khác hẳn nhỉ. Lá mướt thế nhỉ, như nhựa nhỉ. Lá như nhựa. Thích thật. Đẹp đấy chứ. Đẹp. Cái lá. À, có quả mà. Quả đâu? Đấy. À, thế à? Quả đấy. Quả hay đấy. Không đơn giản đâu. Lá rất đều, hay đấy. Rất mượt. Này mà làm cái cây cảnh rơi xuống nữa thì thôi rồi. Cái rơi là có tay đâu mà. Đấy. Có tay thì mới vặn được gì không? Thế bảo làm cảnh rơi xuống cái là này cũng thuật đấy. Cũng dáng tùng đấy. Này đấy. Con nọ vứt kia nó khác, bây giờ để lên đấy cái nó lại khác. Được sáng quá. Được ánh sáng quá. Quên hôm nọ ông cứ gọi điện hỏi đồi cò, không biết ông đã gọi chú chưa? Ai? Ông nào trên mạng chả biết tên. Đồi cò này á? Xem là em này cái để hôm nào có tiền để lại trước. Cứ dần dần, chơi dần dần vừa mình. Điều kiện nó ít cứ chơi dần dần. Cái này mới bị sửa. Nó lăng ráo cắt uốn lại. Đấy. Đấy, ổi này. Ổi con quại. Con quại. Mưa cái nhìn thích hẳn. Cây cối. Kiểu như đỡ khát nước ấy. Cái bể này hôm trước có để đây không chú nhỉ? Để bên kia. Kiểu gì mà khênh, kiểu gì mà khô giỏi thế? Khênh được à? Không, nhưng khênh bằng cái gì, sỏ vào cái... À. Giỏi anh nhỉ? Bởi nó ca, nó đặt lên đây cao nó khỏe phết đấy. Bạn thanh niên khỏe mới khiêng được đấy. Ai mua bán hộ đấy giờ bán hộ. Ai mua 40 triệu để bán. 40 triệu. 40 triệu. Đấy, sầm hố này. Cái này thì lần trước là có quay rồi. Đấy. Đẹp đấy, đẹp đấy. Đấy, ở đây cái đồi cò này, đồi cò. Ông nào à, thích đồi cò vào đây mà lấy. Đồi cò. Vâng. Cây này hôm ở chợ là quẹt kỹ phết đấy. Bây giờ là cho ông nào ông mới quên ông nhớ thì ông ra thì ông mới vào mà hỏi. Thì lấy số điện thoại chú mà hỏi. Tốt nhất là cứ vào được nhà và xem thì là sướng nhất. Cây này nó lại ra cây kia. Có khi thích cây này xem biết cái cây này nhưng mà lại vào lại thích cây khác. Đấy. Ở đấy cây này. Hay đấy. Đấy. Bố trí lại cái nhìn cứ như là chuyên nghiệp hơn hẳn. Cây này thì bao giờ định giao lưu chú? Này. Tháng 8 mùa thu. Tháng 8 à? Tháng 8 mùa thu Hà Nội. Đấy, cái sẹo này nó liền cái thì nhìn. Ra. Bán thì bán cho người làm thì lo gì. Cái này mà hôm nào mà ấy thì lại giao lưu cho cháu nhá. Bán cho giá cả nó không quan trọng chú ạ, nhưng mà bán cho cái người mà nó biết chơi với lại mình cái chỗ thân quen nó sướng. Cái tuần vi kia khách 2 triệu tao bán không? Tôi luôn được bằng bắp chân mà cao cũng 15-20 phần. Đấy. Hôm nọ cháu bảo cháu cũng thích cây này rồi. Cái cháu chơi để mày chứ còn cái tuần vi cao thật mà thân là chỉ có 25 phân rồi. Không đến 25 phân. À. 2 cành một ngọn rồi bẹ thân to à. Thì mình bóc đi là. Cháu về giờ cứ thả đã. Đấy, cái này hôm nào lưu ý cho cháu cái nhá. Các cháu chơi để tôi nghĩ hơn tiền thì các cháu ít tuổi con cháu. Thế mà cứ dần dần mà. Mà cái ăn kia là ăn của chú đấy. Ăn gì? Ăn từ khi giờ mua của Nguyên chậm nữa không. Cháu trả hơn tiền thì vài trăm bạc triệu. Cháu nói chung là cháu thích cây này. Cây kia cũng được, cây nằm này. Đâu? Đấy, cây nằm mà. Cây nằm đèn này. Vâng. Đấy cũng hay. Đấy, nhỉ. Với lại mun kia, muội hồng kia đấy. Ôi giời trời, tiền nong thì lại đổ hết vào đây thôi. Mày thiếu thì tiền nhưng mà bao giờ thiếu thì nếu mà có tiền thì đã có nhà có cửa đàng hoàng rồi chú ạ. Bây giờ thế thì mình chả lo được thì mình cứ đi lo mấy cái triệu bạc này thôi. Hôm nay nhìn nó mướt quá, mấy hôm mà nhà anh nhìn mướt quá. Vườn được. Đấy. Này mà cái này chắc chỉ tầm 21 phân. Đấy. Chưa được 21 phân. Một thước đo. 18 phân. Đó. Đó. Xanh xi cháu không thích nhưng bây giờ vào lại thấy thích. Khổ. Hồng ngọc mai đẹp nay vẫn còn ở đây. Mai bà chưa bán. Đẹp nay. Trông cây đẹp thì cây đẹp thì cứ để cho thiên hạ thèm cái đã. Cây này Dương của Tân Mai nó hỏi chưa bán cái mai. Đây ông này cũng ra gì này. Sạch sẽ. Đấy, lá cũng như nhựa. Ghét thế nhỉ. Nhìn ghét thật. Thật nhiều khi không muốn vào cứ vào về nó lại cứ phải vào lần nữa. Khổ. Ok. Không rồi nhìn nó khác, hôm nay nhìn nó lại khác. Mướt mát quay cái hoa giấy này. Đấy. Đấy. Ông nào mà xem video trước là cũng biết. Nhưng bây giờ vào lại thấy khác, lại thích xem. Thậm chí chỉ có thêm một vài cây mới thôi hoặc là cây cũ thôi, nhưng mà bố trí lại với lại cái mùa này nó nhanh lắm, nhất là xanh xi, nhất xanh xi. Và hai cây mà quạt cũng vào nhiều chút đấy, hai cây mà quạt ở trên chậu cũng vào 5 triệu đấy, cái đéo cái này. Ông nào chứ? Ui rồi sợ lắm vào đây. Hai cây bông nữa, hai cây đủ cây vào chậu thật là 5 triệu, mà ông bảo mua 5 triệu rồi. Hôm vừa rồi vào ông còn đọc thơ thẩn nhiều lắm. Nhiều thơ lắm. Chung là vào chỉ nghe các cụ nói chuyện thôi. Không giao lưu được với các cụ đấy, không giao lưu được. Sợ lắm. Cụ toàn bán cho những ông có tiền. Đấy. Này anh nhìn hay thế. Đấy. Như lá nhựa. Như lá nhựa luôn. Thích không? Sạch sẽ. Sạch sẽ. Đây cảnh. Sạch sẽ. Đẹp đấy. Đang quay giờ cái này. Xanh hết. Có hạ cái nhà để nó có mua cái nhà ra một mua trồng kia. Đấy, ra để xem cây tùng lá hán ngay. Chủ nhật là mang cái này đi hả chú? Đứng lên cái cối đá này. Một cây này lá nó thích nhỉ. Không vừa rồi nó khác lắm. Đấy. Quả này. Quả này. Con chó nó... Đấy. Làng. Của Việt Nam. Hoa nhá. Cây này giờ cũng thích cũng khổ ấy. Làm kênh rơi xuống. Xanh mướt. Chùm quả này. Tối quá, tối quá. Cắt giật hai phát, tay cành đầy đủ rồi. Cắt giật hai phát rồi. Tay cành đầy đủ rồi. Này mà có đôi thì đẹp, một đôi thì đất nó là lấy bạn ở đây à? Đất đây này, đây này. À đất cắt thẳng cái nhà này. Nhà này mai sau là làm lại đấy. Nó làm đi đâu mua mảnh con thằng mà trên sàn rồi. Ô nét đi nào. Cắt nó lên à. Nhìn ông lá hán này cái. Lá hán đẹp chưa? Xanh mướt. Ông lại đấy các bạn. Đấy thấy to không? Rồi còn 5 triệu hay không? Bó lại thôi chứ chỗ này là rồi. Chỗ này là lúa liếc đẹp đấy. Lá xanh mướt. Để thì phiền lối vào. À cái khế này à? Khế này ra chỗ nhà vườn đằng kia gối chết thèm. Đây tầm 2000. Cây này đẹp, lùn mà này tán rộng này. Tròn thân to đẹp này. Nên mới cắt cái cành toàn tự nhiên này, hoàn toàn tự nhiên. Cắt để tự nhiên ra này. Thích cái cây xanh. Cái cùng thân lúa đẹp lắm đấy. Vâng. Đây là nó mình cuốn sợ nổ lắm nổ thân. Để phải vào tận nơi. Này. Rất điệu đà. Hôm rồi là bảo bao tiền chú nhỉ? Cái tùng này này. Tùng bảo 6 triệu. Đấy, bảo anh em có biết 6 triệu nhá. Đấy. Thân này nó lắng có sợ lổ thì lổ vỏ. Đúng rồi. Hoặc là cho nó vào cái bóng tí. Đẹp. Đấy. Làm dãy này nhìn. Đấy, ngay nhìn ông xanh này là thấy khác. Rồi. Nhiều bất ngờ lắm, cứ mỗi lần quay lại nó lại khác quá. Anh em gặp lần sau nhá.